Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hạnh đang đứng ở đây với lại bạn Trinh vừa đạt được kết quả visa du học. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Tô Bội Trinh. Em vừa đạt kết quả visa du học tại trường Xếp. Em học cảm xúc của em khi nào khi mà nhận được thông tin mình đạt kết quả visa? Rất là vui và em không có ngờ là kết quả visa của em lại tới nhanh đến như vậy. Tại vì em chỉ mới nộp visa hơn một tuần thôi. Em rất là cảm ơn tất cả mọi người ở AGS đã giúp đỡ cho em đạt được kết quả. Trong quá trình làm hồ sơ thì em có gặp phải những vướng mắc hay khó khăn gì? Dạ có, lúc ban đầu là vì cái mục tiêu du học thì em có học IELTS. Thì trong lúc đó thì tiếng Anh của em không có được tốt đó, cho nên là cũng gặp phải một số lúc lầm. Cho nên là em đã nhờ AGS và AGS đã có hướng giải quyết khác cho em là sẽ test ở trường luôn, cho nên là em mới được cái visa nhanh như vậy. Với lại là em chuyển ngành đó là do em ở đây thì em học ngôn ngữ Anh, nhưng qua bển thì em lại học ngành khác theo ngành yêu thích của em đó. Thì AGF đã hỗ trợ cho em rất là nhiều trong việc xin visa. Thì cuối cùng em muốn cảm ơn đến chị Hạnh đã giúp đỡ em trong quá trình làm hồ sơ. Thì em cũng muốn nhắn gửi đến các bạn đang có ý định đi du học, thì nếu như tiếng Anh không được tốt hay là gặp phải một số vấn đề gì đó thì có thể liên hệ đến văn phòng AGF để được hỗ trợ. Đây là visa du học của em. Chúc cho AGF, chị thay mặt cho AGF là chúc em là thành công trên con đường mà em đã lựa chọn. Dạ, cảm ơn chị.